Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4. Rồi xin lỗi tôi kiểm tra lại sang ngày mùng mấy. Không biết mùng 9 hay mùng 10 nữa. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2016 và chúng tôi đang quay bộ ghế cột 12 bằng gỗ hương Vân Xưa theo yêu cầu của một khách hàng mà anh là quê gốc Thái Bình nhưng mà anh đang công tác. Gia đình anh đang sinh sống ở trong Đà Nẵng. Và bộ này thì gồm 6 thứ. Bộ hương Vân Xưa này là hôm qua qua cái hình ảnh tôi cung cấp sơ bộ mà anh cũng có vẻ đang thích, nhưng hôm nay gia đình muốn nhìn kỹ hơn thì đây tôi quay cái này để cho gia đình ngắm nghía thêm. Đây là tôi đang quay chiếc ghế dài và kính thưa quý vị là đây đang hoàn toàn là nguyên mộc và có lúc lên thành phẩm thì nó chắc chắn cái sắc vân nó sẽ còn ấn tượng hơn nhiều. Bởi vì mộc của nó đã vân như thế này. Đã gọi là hương vân xưa là nó như vậy. Bao giờ cũng gây cái sự giật mình cho khách hàng. Đây là chiếc đi văng. Bây giờ tôi quay sang các cái chi tiết khác. Đây là chiếc đôn ngồi và bên này là chiếc bàn lớn. Chiếc bàn lớn vân thì quá là ấn tượng rồi. Điều thú vị là khách hàng đến sau thì luôn luôn ca ngợi những cái bộ trước đây là quá đẹp. Vì trước đây thì chúng tôi đã quay những hình ảnh của những bộ trước từ năm ngoái ấy, cho anh Trung ở Long An, cho một khách hàng thì ở Bình Dương là anh Tuấn, rồi khách hàng ở Phan Rí Cửa, vân vân. Một số những cái bộ rất là đẹp, nhưng mà tất nhiên là nó đẹp kiểu khác. Ví dụ như đến hôm nay mà quay cái mặt bàn này với cái sắc vân tía và hình núi hình sông thế này thì chắc chắn là mấy anh chị lại điện lại và anh Đức ơi sao đợt hàng của em nó lại đợt trước lại không có cái vân đẹp như thế. Cho nên cái này thì Đức đã mấy lần giải thích với khách hàng rồi, cái này gọi là tùy duyên, tức là đến duyên ai thì người đấy có cái bộ đấy. Còn thì Đồ Gỗ Đức Hiền chỉ mong muốn làm những cái bộ đẹp nhất cho khách thôi, nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng được như ý. Ví dụ như là tất cả đều được như cái cột này thì không còn gì để mà nói cả. Hay như vừa nãy với cái mặt bàn, rồi cái chương đoạn. Đây là chúng tôi đang quay tiếp một chiếc ghế đơn. Và có điện thoại quý vị cứ tiếp tục xem. Dạ Đức Hiền đấy ạ. Sập mặt liền đấy ạ. À, sập luôn, hiện nay đang hết ạ, anh có thể đặt để làm. Vâng, dạ, đang lúc này không còn cái nào, lúc này chỉ có sập ba thành. Sập luôn mới đặt thì nó rơi vào từ một tháng đến tháng rưỡi. Nó cũng cần luôn thì không có. À, sợ cần luôn thì đang có sập vàng khiêng đấy. Cái hàng sập đơn vàng khiêng có 15 triệu rồi, có ngay 2 chiếc. Thậm chí là anh có thể lấy về dùng tạm, xong bắt đầu là tôi làm cái kia xong tôi đổi. Nếu trong tình huống mà nó gọi là sập luồn vàng khiêng, tức là cái dạ nó đơn, nó vuông thẳng xuống thôi, chứ nó không có cái kia, mà nó cũng cao chỉ chừng độ 40. Đấy. Và giá thì rất êm, có 15 triệu thôi. Anh có Facebook không? Thì tôi lại chuyển clip và chuyển hình cho mà xem. Facebook thì kết bạn với Đồ Gỗ Đức Hiền đi. Theo số điện thoại 0984 666 999. Cứ gõ là tìm thấy Đồ Gỗ Đức Hiền. Ừ, kết bạn xong có thì nhắn tin cho mình một cái. Ừ, nhắn tin là chuyển ảnh sập vàng khiêng. Thế là mình chuyển cho nhé. Thế nha. Sập vàng khiêng, khiêng vàng về đấy nhá.
Để mình có thể chuyển ảnh để xem tạm luôn nhá. Vừa rồi một khách hàng mới hỏi muốn hỏi sập lùn, nhưng mà hiện nay tôi đang hết cái sập gỗ gụ, thì còn hai chiếc sập vàng khiêng thì báo cho khách. Và đây quý vị, như vậy vừa rồi quý vị đã xem đủ 6 chi tiết rồi. À, tôi sẽ đi ra phía sau để quay thêm một chút nữa. Đây là phía sau của các cái ghế đây. Tất nhiên là phía trước thì thường vân nó có đẹp hơn, nhưng ở đây những cái bộ này thì đằng phía sau cũng có những cái nơi vân rất là đẹp luôn. Gia đình thì sáng nay anh ấy từ Thái Bình lên, anh công tác trong Đà Nẵng, gia đình ở Đà Nẵng, nhưng mà người gốc Thái Bình thì sáng nay anh có lên và anh có lưỡng lự giữa bộ này và bộ gỗ cụ ta Quảng Bình chọn vân. Để trong khi anh không biết chọn bộ nào vì hai bộ anh đều thấy rất đẹp, cho nên tôi làm thêm cái việc là quay phim kỹ để cho anh chọn. Thì thôi, ai đến trước thì lấy trước, anh lấy bộ nào thì còn bộ còn lại để tôi bán cho khách hàng khác. Cho nên đây là thêm một cái căn cứ để cho anh có sự lựa chọn. Vì đồ gỗ Đức Hiền là ra hàng liên tục và lúc nào khách đến cửa hàng cũng có nhiều bộ để chọn chứ không phải là một bộ. Và chính vì cái lý do đó nên là khách hàng đến với Đức Hiền là rất yên tâm, là có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ định mua một cái sập thì có đến mấy chục cái, định mua một bộ bàn ăn thì có mấy trăm chiếc ghế bàn ghế ăn thì chọn. Ghế cũng thế, chúng tôi đặt mục tiêu phấn đấu là trong cửa hàng lúc nào cũng có 50 đến 70 bộ ghế các loại để cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Rồi, clip đã cũng đã tương đối đầy đủ, thì cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và mong là khách hàng trong Đà Nẵng anh sẽ có một cái lựa chọn sớm để cho nó tiện cho cái việc bán hàng của chúng tôi. Sáng nay anh đã đặt tiền rồi nhưng mà anh còn đang lưỡng lự một trong hai phương án. Vâng. Và chúng tôi đang quay cái clip này ở phía trước tầng 1 khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Đây, khu B là nó sâu hun hút như thế này.